Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 4 tại ngày thứ 2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Tại phiên tòa, sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc bản đề nghị mức án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bảo chữa cho bị cáo ca cho rằng mức án đề nghị quá nặng. Theo đó, luật sư cho rằng tội danh của thân chủ mình chưa đến mức cần cách ly khỏi xã hội, sau khi nhận 35 tỷ đồng từ vợ chồng Trương Xuân Đức nhưng chỉ để trong nhà, không chi tiêu cá nhân và chưa tác động đến cơ quan, đơn vị nào để xin chạy tội cho bị cáo Đức ngoài ra việc vợ chồng đức mang tiền tới nhà bị cáo ca là tự ý chứ ông ca chưa hề yêu cầu mang tới số tiền này sau đó bị cáo đỗ hữu ca đã chủ động nộp cho cơ quan công an mặt khác trong thời gian công tác bị cáo Đỗ Hữu Ca đã có nhiều thành tích đóng góp cho xã hội nên đã có nhiều cơ quan đoàn thể người dân có đơn xin giảm án cho bị cáo Ca luật sư bảo chữa cho rằng mức án 10 đến 11 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca là quá nặng và đề nghị mức án treo đối với bị cáo này sau khi nghe phần bảo chữa của luật sư đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh bác bỏ đề nghị án treo đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca theo đại diện viện kiểm sát nhân dân lý do hành vi của bị cáo đỗ hữu ca là đặc biệt nguy hiểm tới xã hội bị cáo cũng đã đồng ý với những tình tiết trong bản cáo trạng bốn lần nhận tiền từ vợ chồng trương xuân đức thể hiện việc chấp nhận chạy tội cho đức sau khi ngọc anh tới nhà thờ trong quá trình tiến hành tố tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cân nhắc mức án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nêu, đối với đề nghị của luật sư bảo chữa cho rằng, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị phạt tù nhưng hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận vì khung hình phạt đối với bị cáo Ca là từ 12 đến 20 năm. Sáng ngày 11 tháng 4, bốn tổ công tác với hàng chục cảnh sát của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận Đồng loạt công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D Bình Thuận, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam. Ngoài khởi tố bắt giam hai phó giám đốc nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cũng khởi tố bắt giam một cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe Thanh Long Đỏ Bình Thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D và ba nơi cư trú của các bị can tại xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Được biết, hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D Bình Thuận là Nguyễn Đình Nhật, 27 tuổi và Huỳnh Tấn Tài, 36 tuổi, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Lê Hữu Trác, 32 tuổi, cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe Thanh Long Đỏ, bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Trước đó, vào tháng 4 năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận có thông báo kêu gọi các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tự thú, đầu thú, chủ động khai báo tố giác tội phạm để được hưởng khoan hồng. Công an Bình Thuận cho biết, qua xác minh ban đầu, phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông. Trường hợp phát hiện các sai phạm thì phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên trong thực thi nhiệm vụ. Tỉnh yêu cầu chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, nhất là các tổ chức cá nhân lợi dụng việc un tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để thực hiện các hành vi trục lợi. Cụ thể là các hành vi như Nhận đăng kiểm hộ, giúp làm nhanh kiểm định, mua bán tem giấy chứng nhận kiểm định, gây bức xúc dư luận xã hội, mất niềm tin của nhân dân. Ngày 11 tháng 4, tòa án quân sự quân khu 5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với cựu quân nhân Hoàng Văn Minh về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong. Trong phiên tòa này, phóng viên không được ghi âm ghi hình tại phiên tòa hôm nay, 5 người làm chứng vắng mặt và bị cáo không yêu cầu có luật sư bảo chữa. Hội đồng xét xử đã tiến hành công bố đơn xin thỏa thuận của bị cáo về việc muốn được thỏa thuận dân sự đối với gia đình bị hại. Trước hội đồng xét xử, cựu quân nhân Hoàng Văn Minh đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi gia đình bị hại, mong muốn được thỏa thuận dân sự với gia đình bị hại để được có cơ hội làm lại sửa sai về những việc mà mình gây ra không đồng ý với việc xin thỏa thuận dân sự của bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại cho biết, gia đình không đưa tính mạng của con ra để thỏa hiệp và không đồng tình với việc làm của bị cáo sau khi gây ra tai nạn. Gia đình bị hại cho rằng việc nhờ người nhận tội thay sau khi gây ra tai nạn là cố ý chứ không phải là vô ý, vì vậy gia đình không đồng tình việc thỏa thuận dân sự của bị cáo và mong muốn hội đồng xét xử thực hiện xét xử theo quy định pháp luật. Sau đó, hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo quy định. Trước đó, theo bản án sơ thẩm, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng và chồng di ruột là Phạm Văn Võ cùng một số người thân đi trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm. Khi đến trước một điểm giao dịch ngân hàng, Minh điều khiển xe chuyển hướng sang phải thì va chạm với xe máy do cháu Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12, con gái ông Hồ Hoàng Hùng, điều khiển đi cùng chiều, Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và không qua khỏi. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, bà Hằng và ông Võ đã khai báo gian dối nên bị khởi tố, tuy nhiên sau đó xét thấy không cần xử lý hình sự, cả hai được đình chỉ điều tra. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm với bản án xác định nguyên nhân chính trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô, dẫn tới thiếu chú ý quan sát gây tai nạn chết người. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng, theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Sau hơn một tháng xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu phiên tòa tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người khác liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Sau nhiều vòng tranh luận, Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm và xác định bà Lan đã lợi dụng chính sách của nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB, thâu tóm nhà băng sở hữu 91,5% cổ phần trong suốt 10 năm 2012-2022 như một công cụ tài chính để huy động vốn rút tiền, chiếm đoạt, phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của vạn thịnh phát. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, không thành khẩn khai báo quanh co đổ lỗi cho cấp dưới, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên đề nghị mức án tử hình về các tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt, viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bà Lan trong khi đó, các luật sư cho rằng bà Lan không phạm tội tham ô tài sản vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB. Hơn nữa, hành vi phạm tội của thân chủ diễn ra trong suốt 10 năm là cùng phương thức và đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Việc Viện Kiểm sát truy tố bà Lan thêm tội tham ô tài sản như một tội danh độc lập là chưa thỏa đáng, làm nặng thêm tình trạng của bị cáo. Không giấu thái độ gay gắt trước quan điểm này, đại diện viện kiểm sát viện dẫn điều luật khẳng định chủ thể tội danh này là người nào có chức vụ quyền hạn chứ không phải có chức vụ và quyền hạn như cách tiếp cận của các luật sư. Bà Lan sở hữu đến 91,5% cổ phần tại SCB, nắm quyền cao nhất trong đại hội đồng cổ đông, chi phối điều hành các bị cáo có chức vụ khác trong hội đồng quản trị, ban giám đốc của ngân hàng. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 đã quy định về tội tham ô tài sản thuộc sở hữu tư nhân. Hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong suốt 10 năm được chia thành hai giai đoạn trước và sau ngày bộ luật này có hiệu lực. Do đó, hành vi phạm tội của bà Lan và đồng phạm xảy ra sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ bị xử lý theo bộ luật mới tương ứng với tội danh tham ô tài sản. Về hàng trăm tài sản thế chấp trong vụ án chưa định giá xuyên suốt phiên xử, bà Lan và luật sư cho rằng công ty Hoàng Quân định giá 726 trên 1.166 tài sản được thế chấp vay tiền SCB là quá thấp, chỉ có 295.000 tỷ đồng, khi SCB định giá lại còn thấp hơn 179.000 tỷ đồng, làm giảm đi so với giá trị thực tế khoảng 116.000 tỷ đồng. Việc này là không hợp lý gây bất lợi cho bà Lan, còn hàng trăm mã tài sản chưa được định giá. Đối đáp, viện kiểm sát cho rằng phần lớn những mã tài sản công ty Hoàng Quân không định giá được là do không đầy đủ thông tin hoặc hồ sơ pháp lý. Sau khi công ty Hoàng Quân đã định giá tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì ngoài việc căn cứ trên giá công ty này đã định, SCB còn phải căn cứ trên từng hồ sơ thế chấp Hồ sơ cầm cố tài sản cho từng khoản vay để tính số tiền dự phòng cụ thể, số tiền dự phòng của SCB không lấy từ giá trị tài sản được định giá. Hồ sơ thế chấp cầm cố tài sản được SCB chấp nhận là các hồ sơ phải có đủ các điều kiện. SCB có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng, quy định của pháp luật khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ của mình. Tài sản bảo đảm phải được công chứng, đăng ký giao dịch, bảo đảm đúng theo cách thức mà pháp luật yêu cầu khi thế chấp. Khi tài sản nào không đáp ứng cả hai tiêu chí trên, thì giá trị của tài sản bảo đảm đó phải coi bằng không. Luật sư của bà Lan vẫn không đồng tình cho rằng điều này khiến trách nhiệm của bà Lan trở nên nặng nề hơn. Ngoài ra, vụ án còn tranh cãi về vấn đề bồi thường cho SCB. Theo viện kiểm sát, từ năm 2012 đến năm 2022, bà Lan với nhiều phương thức thủ đoạn đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền là 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày khởi tố vụ án ngày 17 tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.286 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của bà Lan diễn ra trong thời gian dài, sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động tiền cho hoạt động kinh doanh và mục đích cá nhân. Bất cứ khi nào cần tiền, bà Lan chỉ đạo nhóm nhân viên thân tín và cán bộ chủ chốt của SCB lập hồ sơ khống giải ngân. Do đó, số tiền thiệt hại của vụ án phải được xác định là dư nợ của các khoản vay, nên bà Lan phải có trách nhiệm bồi thường về số tiền này cho SCB. Các luật sư cho rằng, việc quy kết số tiền thiệt hại bà Lan phải chịu trách nhiệm như trên là không đúng. Hiện, không có một báo cáo nào đưa ra con số này, cũng chưa được cơ quan trưng cầu giám định trong tố tụng kết luận làm căn cứ tuy nhiên viện kiểm sát khẳng định bằng nhiều biện pháp thu thập chứng cứ cơ quan tố tụng đã xác định được con số thiệt hại trong vụ án nên không cần thiết phải trưng cầu hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự dù không đồng tình với một số cáo buộc nhưng quá trình xét xử bà lan nhận trách nhiệm trong một số sai phạm của scb và xin chịu trách nhiệm cùng với các lãnh đạo của ngân hàng nói lời sau cùng Bà Bảo hối hận vì đã tham gia tái cơ cấu SCB khi bản thân không có hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn được nhà nước tạo điều kiện để xử lý tài sản nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn này bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, quyết định chỉ đạo toàn bộ việc mua và đổi tên thành công ty Faros. Quyết dùng công ty Faros làm công cụ phương tiện chỉ đạo Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo lãnh đạo công ty Faros thực hiện các thủ tục để Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng được niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn Host. Bị can chỉ đạo việc mua bán số cổ phiếu khống về giá trị chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, sau khi số tiền bán cổ phiếu ROS được chuyển về tài khoản của các cổ đông, Trịnh Thị Minh Huế lập chứng từ rút tiền mặt đưa cho các cổ đông ký để Huế lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết. Trong đó, hơn 181 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của công ty cổ phần tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với tập đoàn FLC hơn 436 tỷ nộp vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán trả nợ vay, gồm Tống Xuân Vương 196,57 tỷ đồng, Nguyễn Thị Xuân Hoa 196 tỷ đồng, Lê Thị Ngọc Diệp 25,7 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết 5 tỷ đồng, Nguyễn Băng Thương 7,75 tỷ đồng, Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ đồng, Đặng Quý Thiết 800 triệu đồng, Ngô Thế Bằng 600 triệu đồng, Lê Thu Hiền 250 triệu đồng, Trịnh Thị Minh Huế 1,23 tỷ đồng, và tài khoản thẻ 500 triệu đồng. Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán, hơn 44 tỷ chi tiêu cá nhân. Còn lại hơn 2.500 tỷ đồng được nộp vào tập đoàn FLC, các công ty con, công ty liên kết để hoạt động kinh doanh, nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Huế quản lý, điều hành. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư mua 391.155.480 cổ phiếu ROS lần bán ra ban đầu của Trịnh Văn Quyết giao dịch trên sàn hầu với tổng giá trị thu về hơn 4.800 tỷ đồng. Qua đó, cơ quan điều tra kết luận Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng cáo trạng nêu, các cá nhân này đã bỏ một khoản tiền thật để mua cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết trên sàn chứng khoán mà không biết cổ phiếu đã bị Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng các thủ đoạn gian dối để nâng khống về giá trị, vì vậy được xác định là bị hại của vụ án cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ủy thác điều tra, đồng thời Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ROS khai báo, xác minh, lấy lời khai để xem xét giải quyết trong vụ án. Kết quả điều tra đến nay mới chỉ xác định 133 trên 30.403 bị hại đang sở hữu hơn 627.000 cổ phiếu với tổng giá trị khi mua là hơn 2,2 tỷ đồng. Hiện có 95 trên 133 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống với giá trị mua gần 1,4 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền hơn 189,5 tỷ đồng. Mới đây, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, chú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo đó, vì được bạn trai ở nước ngoài thuê căn hộ tại Trung Sài Gòn Pơn, phường 22, quận Bình Thạnh để ở từ đầu tháng 4 năm 2024 đến hết tháng. Mục đích của việc thuê căn hộ này là để làm nơi quay clip nóng rồi chuyển qua nước ngoài. Ngoài ra, người này cũng cho tiền Vi để tìm các bé gái rồi quay clip phản cảm gửi cho ông ta. Kiểm tra điện thoại của Vi, lực lượng chức năng thấy nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của các nạn nhân. Mục đích để Vi dùng điện thoại ghi lại những cảnh nhạy cảm của các nạn nhân rồi chuyển ra nước ngoài. Trước đó, ngày 3 tháng 4, Vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai cháu NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi khi hai cháu này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Lúc này, Vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8. Từ quận 8, Vi tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên. Tại đây, Vi dùng tiền, bánh kẹo, hứa mua đồ để giữ hai cháu ở lại. Chiều ngày 6 tháng 4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc bị thất lạc hai con tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 từ tối ngày 3 tháng 4. 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an quận 1 để tìm kiếm hai cháu. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 4, lực lượng chức năng đã xác định được tung tích của Vi. Qua biện pháp nghiệp vụ, công an cũng xác định được nơi mà Vi có khả năng giấu hai cháu là căn hộ tại chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh. 10 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 4, tổ công tác của công an quận 1 và phòng PC02 đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh để kiểm tra căn hộ của Vi, giải cứu thành công hai cháu. Chiều ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã bàn giao hai cháu cho người thân. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một nam sinh lớp 11 bị tài xế ô tô con đánh tới tấp vào người xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế ô tô có hành vi đánh nam sinh là TDT, sinh năm 1989, ngụ xã Thiệu Hợp, còn nam sinh bị đánh là MHA, 17 tuổi, ngụ xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cảnh một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường liên thôn khi đi đến khúc cua, tài xế bất ngờ đánh lái sang phải, không có tín hiệu xi si nhang cùng thời điểm này có một thiếu niên đi xe máy tới nên xảy ra va quệt với ô tô gây hư hỏng phần đầu ngay sau đó tài xế ô tô mở cửa ra nói chuyện và có lời qua tiếng lại với người đi xe máy rồi xông vào đấm đá vào người nam sinh đáng nói trong đoạn clip nam sinh bị đánh có một người đàn ông đứng chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ không có động thái căn ngăn hành vi của tài xế ô tô một lãnh đạo công an huyện thiệu hóa thông tin ngay khi nhận được thông tin chúng tôi đã chỉ đạo công an xã thiệu hợp vào cuộc xác minh làm rõ Vụ việc trong thẩm quyền của công an xã, bước đầu phía công an đã xác định được những người có liên quan và mời lên làm việc. Trường hợp không đủ yếu tố để xử lý hình sự thì sẽ chuyển qua xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được công an xã Thiệu Hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hà Nội kiểm tra xác minh thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trong văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chiều ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị đơn vị này kiểm tra xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ trước 12 giờ ngày 11 tháng 4. Bộ cũng đề nghị Bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ có con tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cần thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ, văn bản bộ nêu rõ. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, ngày 9 tháng 4, dư luận xôn xao trước thông tin một thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Người nhà sản phụ phản ánh trong quá trình khám thai, siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn cuốn quanh cổ thai nhi, sản phụ nước ối cạn, cận ngày sinh, gia đình lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, đề nghị bệnh viện mổ lấy thai. Bệnh viện khẳng định không vấn đề gì, có thể đẻ thường, thế nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong. Sự việc đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận. Còn phía Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc cho rằng, những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng ngày 9 tháng 4. Bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, Số 261 263, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo rỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Đình Cự, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Hà Hoàng Việt Phương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Nguyễn Thế Bình, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang. Nguyễn Tư Sơn, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Hà Hoàng Việt Phương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác, thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản Đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương, thuộc diện cán bộ do thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ. Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật, sau đó nhóm này thông báo bà Nguyễn Thị Giang Hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Nhóm lừa đảo yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà Hương để lấy tiền. Liên quan đến vụ việc anh T V Q 25 tuổi, quê quán Quảng Bình, tạm trú quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu, Công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái phường Phước Ninh quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc. Điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua, long và quy cùng ba người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường trưng nữ vương quận hải châu trong lúc ăn uống long và quy xảy ra mâu thuẫn hai bên cãi nhau xô sát long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của quy cú đâm khiến quy mất nhiều máu gục tại chỗ và tử vong công an quận hải châu cho biết long chưa có tiền án tiền sự long và quy là bạn học vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, Bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vì vậy, công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây dối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn, theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh vũ minh đức